Bếp đỏ lửa từ 2 giờ sáng, gian bếp nhỏ chỉ vài người nhưng lại nấu bữa ăn cho cả 150 người. Vậy là ai cũng cố hết sức, chỉ mong sao cơm canh ngon lành. Là địa chỉ từ thiện từ nhiều năm nay, nên khi dịch Covid-19 bùng phát ở Nha Trang, mái ấm vòng tay mẹ đã đứng ra lo những bữa ăn cho những người khó khăn. Đây là tấm lòng của Mạnh Thường Quân phụ giúp với lại mái ấm để làm cái chương trình này. Thì chúng tôi sẽ dự định là sẽ phát một ngày 150 suất và tùy theo nhu cầu nữa có thể là lên. Và đến khi nào mà tuyên bố hết giãn cách thì chúng tôi mới dừng lại. Gạo thực phẩm được gom góp từ tấm lòng hảo tâm của người gần người xa. Những phụ nữ này thì đứng ra chăm chút để những suất ăn ngày nào cũng tinh tươm và đủ chất. Tình cảm của chị em mà dành cho những cái hoàn cảnh khó khăn á, thì mình ở bên cạnh thì mình cũng muốn gọi là không có của thì mình có công. Mới 9 rưỡi sáng, nhiều người đã đến đây để nhận những suất cơm trưa. Từ vùng quê Phú Yên, bà Trang ở lại Nha Trang từ nhiều năm nay, đi khắp các nẻo đường để bán vé số. Dịch bệnh, tiền công bán vé số chẳng đủ trang trải cho cuộc sống vốn lâu nay đã thiếu trước hụt sau. Rồi giúp mình phần mình cũng đỡ bớt tiền à, cũng được ấy mà. Cứ thế, mỗi buổi trưa, ít nhất là 150 suất cơm được trao đến những người đang rất cần. Đó là những gia đình ở các khu dân cư phong tỏa để kiểm soát dịch bệnh. Đó là người nhặt ve chai, chạy ba gác, những người bán hàng dạo. Có được những bữa cơm không phải tốn tiền mà lại rất ngon, ai cũng mừng. Bữa giờ đi á, dịch bệnh á, là bữa có bữa không ạ. À. Bữa nay nhờ đi ngang đây là có người cho được phần cơm và cũng đỡ ạ. Khi những suất cơm này được trao đi, lại có thêm những người sau khi nghe chuyện góp gạo nấu cơm giúp người khó, lại tiếp tục mang đến, khi thì rau, lúc thì thịt cá. Ai cũng mong muốn thêm nhiều suất cơm hơn để rồi thêm nhiều người không phải lo bị đứt bữa. Những bữa ăn giữa mùa dịch, nghĩa tình cứ thế trao đi và nhận lại.